Dạ, để tôi kêu con bé lại, bắt nó phải xin lỗi ông. Không cần thiết đâu, không cần xin lỗi. Hồi tới đây với tất cả sự kính trọng cũng như thành ý của mình kia mà. Vậy mà con bé lại nói ra những lời nói đó, đúng là không coi ông già này ra gì. Tất cả những việc tôi làm đều là vì cái làng này thôi. Con gái của mấy người từng giúp cho cha ba chạy trốn khỏi nhà, tôi dám cam đoan lần này cũng vậy. Con gái của mấy người đã giúp cho con cha ba chạy thoát. Sao có thể như vậy được à? Con gái của tôi không hề có. Tôi qua nó đâu có ra khỏi nhà đâu. Ở với mẹ nó. Mà nó biết tất cả những chuyện xảy ra đêm qua sao? Làm sao con bé biết tôi đánh ông thầy? Không cần nói nữa, không cần giải thích thêm. Dạ thưa ông, tôi đã nói anh đừng nói nữa. Đi mà nói chuyện với con gái của anh kìa. Tôi không ngờ con gái của anh lại hư hỏng tới như vậy. Cái này không phải chỉ là danh tiếng của gia đình anh, mà còn là danh tiếng của cả cái làng này nữa. Nếu như chuyện này mà lọt ra ngoài, thử nghĩ coi còn ai dám tới cái làng của chúng ta nữa. Ở đây nó còn như vậy, thử nghĩ mà coi qua bên nhà chồng nó còn như thế nào nữa. Nếu như anh không biết dạy con gái của anh từ bây giờ, cam đoan sau này anh sẽ khóc hết nước mắt vì con gái của anh đó. Con đi đã. Trưởng làng à, cái con bé này biết bao giờ nó mới chịu nghe lời của chúng ta đây chứ. Anh gần như phát điên lên vì phải giải quyết những chuyện của nó đây. Em tính như vậy anh thấy có được không? Mình đưa con bé về nhà chồng đi. Nếu cứ để cho nó ở đây như vậy, em sợ sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra nữa, được không anh? Phải như vậy thôi chứ sao giờ. Anh cũng chịu hết nổi rồi em à. Tội nghiệp con bé, em cứ tưởng sẽ có nhiều thời gian ở bên con bé hơn. Em sẽ nuông chiều nó, nó muốn ăn gì em sẽ nấu cho nó ăn. Tại sao nó lại lo cho con cha ba làm chi? Vì nó mà bây giờ em không có cơ hội bên cạnh con gái của mình. Tất cả cũng tại nó hết. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Con gái của chúng ta chỉ mới về đây có 4 ngày thôi. Nếu như nó mà biết chuyện này, chắc chắn nó sẽ buồn lắm đó anh à. Bên kia họ cũng nghĩ là chúng ta không thương nó, cho nên mới vậy. Dù con muốn nhưng cũng phải đành vậy. Bây giờ nó là con người khác, trước sau nó cũng phải về thôi. Thà nó về lúc này chứ để nó ở lâu em sẽ càng thấy đau khổ hơn đó em à. Em hãy giữ nó trong tim của mình. Chúng ta chỉ có thể làm được như vậy thôi. Thôi được rồi, để anh vô kêu con gái chuẩn bị đồ. Nhanh lên đi chị, lỡ ai nhìn thấy là chết. Đợi chút đi, chị sắp lấy được rồi. Làm gì mà lâu quá vậy hả? Có cái địa chỉ thôi à, chị chậm với rồ vậy á. Em lặng chút coi, để chị tìm, chị đọc rồi chị nhớ nữa chứ. Trong này có quá trời địa chỉ, em coi đi. Vì vậy em đừng có ở đó mà ồn ào nữa đi. Có rồi nè, nhanh à. Mà lại đi coi đi, chắc là cái này đó. Đi nè. Chị đọc nhanh lên cho em đi. Ở làng Dunin. Ở làng Dunin, ngã tư đầu tiên.
ngã tư. Đầu tiên. Đầu tiên. Căn nhà ở vị trí thứ ba. Ở thứ ba. Anh viết xong chưa? Ờ. Xong chưa? Màu cam. Màu cam. Xong rồi. Được rồi. Nè, em đi đâu vậy hả? Đợi chị. Thiệt tình. Con chạy đi đâu chị? Đi đâu mà chạy thấy ghê chị? Con chỉ đi ra ngoài chơi thôi ba à. Làm sao giờ? Em ấy bị bắt rồi. Cái gì sau lưng đó? Không có gì hết á. Cái gì trong tay của con? Là sách thôi mà. Nói rất hay. Con cầm sách để đi ra ngoài chơi sau. Đưa đây cho ba. Đưa đây nhanh lên. Cái này là sao đây? Con lấy ở đâu ra cái này? Con dám vào phòng rồi sao chép địa chỉ của nhà vợ của con đúng không? Sadiq, con dám nói dối ba. Đêm hôm đó con dám viết thư cho vợ của con đúng không? Dạ. Yeah. Tại sao con không nói để ba lấy cho con? Không cần phải viết cho vợ của con đâu. Vợ con sắp về nhà chúng ta rồi. Mặt trột sẽ về nhà hả ba? Đúng như vậy, chính xác. Vợ của con sắp về rồi đó. Anh ơi, anh tới đó không có quà cũng thấy kỳ. Ít nhất anh cũng phải đem theo kẹo tới đó nữa chứ. Thôi, bây giờ ba đi đây. Ba sẽ trở về nhà sớm thôi. Anh ơi. Hả? Dù sao con mình cũng đang rảnh. Anh đưa nó đi luôn đi. Vậy đúng rồi, ba cho con đi với. Tại sao con cứ lãng phí thời gian với mặt chuột như vậy hả? Con còn rất nhiều việc ở đây mà. Con có thể đi chơi, được gặp gỡ bạn bè. Còn nếu như không thì con có thể thả diều cũng được. Ở nhà đi. Hôm nay không có ai chơi với con hết à. Con cũng không có bài tập về nhà nữa. Ba dẫn con đi theo đi. Chắc là con trai mình muốn đi lắm rồi. Được rồi, đi. Nhưng mà bây giờ con phải đi thay quần áo của mình trước đã. Bộ này nhìn xấu quá. Dạ ba. Yeah. Cô bị sao vậy hả Gina? Cô không thể nào lại gần tôi được sao? Nè, ngồi xuống đi. Tôi kêu cô ngồi xuống đi mà. Chà, chỉ là cái cớ của tôi thôi. Tôi muốn kêu cô vô đây. Cô bị làm sao vậy? Thậm chí không thèm nhìn tôi nữa. Bộ nhìn tôi xấu xí tới mức như vậy sao? Tôi phải đi làm việc. Hãy để công việc trong nhà cho người khác làm đi. Nhà này không chỉ có mình cô. Hãy ở lại với tôi một chút đi mà. Chúng ta đã kết hôn rồi, có đúng không? Được rồi, đi đóng cửa lại đi. Mau lên đi. Tôi phải đi làm gì? Cô đứng lại, không có làm gì hết. Cô nghe chưa? Cô không cần phải làm gì hết. Cô phải nghe lời của tôi chứ. Tôi là chồng của cô. Cô không kết hôn với công việc hay là nhà bếp đâu. Cô hiểu chưa? Tôi nói gì thì cô phải nghe như vậy. Nhanh, mau đi đóng cửa lại đi. Nhanh lên. Tôi phải đi làm việc. Con trai,
Dạ. Con coi cái này đi. Mẹ tính hoài mà sao nó không khớp. Có chuyện gì vậy? Tới giờ ăn trưa còn lại uống nước trà. Con bị sao vậy? Con có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Con rất là khỏe, mẹ khỏi lo cho con. Có chuyện gì rồi, đúng chứ? Sao nhìn con căng thẳng quá? Mẹ biết là sau đám cưới có rất nhiều áp lực đè lên vai con. Tuy rằng bây giờ con đã có gia đình mới, nhưng mà dường như vẫn không đủ. Mẹ vẫn cảm thấy con buồn như trước. Mẹ cũng thấy buồn khi biết con như vậy. Cái con nhỏ đó chỉ giống như một con ở trong gia đình chúng ta. Nó không hề chia sẻ với con điều gì, chẳng có tình nghĩa vợ chồng. Nãy giờ mẹ nói đúng chưa? Ừ? Con không biết nữa mẹ à. Giống như là cô ấy cô rất sợ con vậy đó mẹ. Cô ấy ở nhà mình cũng đã được một thời gian rồi, nhưng mà cho đến bây giờ cô ấy vẫn cứ như là một người xa lạ vậy. Hãy nghe mẹ nói, con trai của mẹ, tất cả mọi người không giống nhau. Nó cũng không thể giống như vợ con trước kia, kiểm soát phụ nữ chính là bản lĩnh của đàn ông đó, con hiểu không? Mẹ đã từng nói rồi, giờ mẹ nhắc lại, tất cả những cái này chỉ là đang đóng kịch mà thôi, chứ không phải là như vậy. Con phải kiểm soát nó thật chặt, nếu không sẽ mất nó như chơi. Chuyện này không phải là chuyện thường. Chuyện này mẹ rất hiểu. Ông nội của ba con cũng từng nói chuyện này giống như vậy, nhưng mẹ đã nghe lén được. Nếu ba con còn sống thì những chuyện này sẽ do ba con nói, nhưng mà rất tiếc ổng đã mất rồi. Cho dù bây giờ con đã lớn, nhưng mà con vẫn còn thơ ngây lắm. Con trai của mẹ, hãy mạnh mẽ lên. Phải tìm cách kiểm soát vợ con. Con nói đi đằng đông thì nó không dám đi đằng tây mới được. Như vậy con mới thắng. Hiểu ý mẹ chứ? Mạnh mẽ lên. Con về đây cũng được mấy ngày rồi hả con gái? Vậy mà đây là lần đầu tiên mẹ chải tóc cho con. Ở đó có ai chải tóc cho con không? Hay là con tự chải vậy? Tóc của con khô quá đó. Con gái à, sao con im lặng quá vậy? Nãy giờ con có nghe mẹ nói gì không hả? Dạ, con nghe Ngọc Sóc một câu nào. Con may mắn lắm đó. Mẹ chồng của con là người tốt. Thường thì sẽ có rất ít mẹ chồng nào yêu thương con dâu của mình như vậy đâu con à. Con thấy đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong rồi. Anh thấy con gái của chúng ta có đẹp không? Con gái à? Thôi, con đi xếp đồ đi ha. Ngoan. Chỉ trong vòng một ngày thôi mà con bé đã thay đổi quá nhiều. Đúng như vậy. Nó không nói và cũng không cười. Thậm chí nó còn không muốn ăn gì nữa. Nhưng chuyện xảy ra vào đêm qua, nó tác động rất lớn tới con bé. Nhưng mà chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa em à. Em hãy mau lấy gì cho con bé nó ăn đi. Nó đói lắm rồi. Ủa, quý quá quá. Dạ xin chào anh. Dạ chào anh. Chào đi con. Dạ. Thần linh ban phước cho con. Mẹ anh đi ơi, chuẩn bị đồ đi. Chúng ta có khách quý tới thăm nè. Xin mời anh chào. Chào đi con. Mời anh ngồi. Dạ chào anh. Mời anh. Thần linh ban phước. Nè, con đang tìm kiếm gì vậy con? Dạ không có, không có gì đâu. À, con dâu của tôi đâu rồi? Nó đi chơi với bạn bè chưa về hả? Không có, nó đang ở nhà, chắc là ở trong phòng. Không biết anh có thể cho chồng của nó vô với nó được không? Sao anh lại hỏi tôi như vậy chứ? Nó là vợ của con anh mà. Con đi đi, đừng ngại. Khoan đã, con ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Dạ không sao, con ngồi nãy giờ rồi ạ. Đó, ai trong nhà tôi cũng đều thấy nhớ con bé hết. Thậm chí thằng con trai của tôi còn là người nhớ nhất nhà. Còn mẹ chồng của nó nữa, kể từ ngày con bé đi, cô ấy rất hiếm khi chịu nở nụ cười. Anh nói những điều này tôi cảm thấy rất là mừng. Mọi người chăm sóc con gái của tôi tốt như vậy, tôi và vợ của tôi cảm thấy rất là may mắn. Mời anh dùng nước. Chị chăm ba, chị hãy cầm lấy đi. Em mong là nó có thể giúp được cho chị. Chị hãy chạy thật xa, dù cho có chuyện gì thì chị cũng đừng có quay trở lại đây nữa, chị biết chưa? Bỏ tay ra đi mà. Mình nói thôi mà. Sao hôm nay cậu dẫn dai quá vậy Bully? Là cậu đó hả? Chứ tưởng ai? Cậu tưởng là Bully hả? Tôi đâu có biết là cậu sẽ tới đây. Tôi tới để đón cậu về nhà đó. Tôi là chồng của cậu mà. Mọi người nói khi vợ về bên nhà mình á,
thì người chồng phải qua bên đó đón về. Nhưng mà cậu đi một mình tới đây hả? Tại sao cậu nghĩ như vậy hả? Sao tôi đi một mình được? Tôi còn nhỏ mà. Vậy nói cho tôi biết nhanh lên đi. Cậu tới đây với ai? Không cần phải hỏi đâu, mau thu xếp đồ đạc nhanh lên đi. Sao cậu lại lớn tiếng? Tôi là chồng của cậu, tôi có quyền mà. Ơ mà cho tôi hỏi, mọi người vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, ở nhà ai cũng nhớ cậu hết á. Tôi ở đây cũng rất là nhớ mọi người đó. Nói xạo, nếu như cậu thấy nhớ, cậu đã trở về rồi. Cái gì vậy? Cái này á là tôi viết cho cậu á. Là cậu viết hả? Sao cậu không gửi đi? Cậu có cho tôi địa chỉ bao giờ đâu. Sao cậu lại la tôi? Cậu có thể hỏi tôi mà. Ai mà biết là cậu viết thư cho tôi đâu. Tại cậu lúc nào cũng cãi lời của tôi á. Nghe tôi đọc thư đây nè. Cậu đọc đi, tôi muốn coi cậu đã viết những gì. Anna đi thân mến, dạo này cậu khỏe không? Cậu không yêu tôi nữa đúng không? Yêu cái gì? Yêu gì chứ, thấy ghê quá. Để cho tôi đọc hết đi. Anna đi thân mến. Ý của tôi là thương đó mà. Cậu đừng có mơ nha. Đối với tôi á, anh xin lỗi, tôi viết gì mà tôi đọc cũng không được nữa. Đối với tôi cậu rất là quan trọng. Tôi thấy nhớ cậu rất là nhiều. Cậu nghe có sến lắm không? Ý của tôi là nhớ theo kiểu bạn bè thôi. Sao cậu không đi chơi một mình? Cậu viết cái gì mà tầm lum hết vậy hả? Mau đưa đây. Cậu nên tập viết chữ nhiều hơn nữa sao đít à. Cậu viết như vậy thì thần linh cũng không đọc được đâu. Ngày mai cậu đi chơi chỗ khác. Ý là ngày mai cậu tới đón tôi chứ gì. Vậy thì cậu cứ ghi đơn giản là cậu tới đón tôi là được rồi. Cậu không hiểu hả? Sao lại cười chứ? Không nhận là cậu viết chữ xấu thiệt đó. Ở trường không có ai nói cho cậu biết là cậu viết xấu hay sao hả? Giáo viên của cậu cũng không nói gì sao? Phải công nhận là chữ của cậu nên là bác sĩ. À hèn chi mà thầy của cậu hay dùng viết đỏ để mà chấm mà kiểm tra cho cậu. Trả thư lại cho tôi đi. Tôi vẫn chưa đọc gì mà. Cậu dám đem tôi ra làm trò cười hả? Tôi không bao giờ viết thư cho cậu nữa đâu. Chấm hết. Được rồi, tôi nhận lỗi được chưa? Nè, tôi hứa là tôi không cười cậu nữa. Tôi làm như vậy không lẽ cậu cũng không tha thứ? Cậu đưa đây tôi đọc cho hết nha. Lần này tôi sẽ đọc đúng và sẽ không cười cậu nữa đâu. Nhớ đó, nhớ đừng có cười tôi đó nghe. Cũng đừng để ai thấy cái này. Được rồi, tôi sẽ giữ kỹ mà. Anh đến đây như vậy á, xong rồi anh lại đi về liền. Tôi không biết phải làm sao nữa để có thể tiếp đãi anh. Tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng mà tôi cũng đã hiểu tấm lòng của anh. Đúng là tôi có hơi vội vàng thiệt, vì ở nhà còn một số việc cần làm. Nhưng mà anh cũng đừng có buồn tôi. Để dịp sau tôi tới, tôi sẽ ở 2-3 ngày chơi. Tôi cũng không đi một mình, mà tôi sẽ dẫn theo mẹ của Jadid. Cả gia đình tôi mà đến đây hết. Lúc đó tôi chỉ sợ là anh thấy phiền mà thôi. Cả gia đình anh đến đây, đó là chinh hạnh của chúng tôi. Không biết anh đi làm gì trên đó mà lâu quá. Dạ bây giờ cũng gần trễ rồi. Sao Anandi vẫn chưa ra? Anh cũng biết rồi mà. Mẹ của nó cảm thấy rất buồn khi phải rời xa con bé sớm như vậy. Chắc giờ hai mẹ con nó đang ngồi ôm nhau khóc lóc rồi. Đúng, tôi hiểu ý anh nói. Nhưng bây giờ cũng đã trễ rồi. Nếu như không đi, tôi sợ là sẽ hết xe để trở về nhà thôi. Được rồi, để tôi một chút. Ra rồi, nó đây rồi. Trời, sao nặng quá vậy? Cậu bỏ gì trong này vậy? Con không xách nổi đâu, để đó ba xách cho. Dạ thôi, để đó cho tôi. Dù sao thì tôi cũng muốn tiễn mọi người ra bến xe. Dạ chào chị tôi đi. Đừng lo lắng cho con bé của chị. Tôi và gia đình sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Chúng tôi sẽ coi nó như là con của mình vậy. Mẹ, mẹ đừng khóc mà mẹ. Con sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.
Cho nên mẹ đừng buồn và lo lắng cho con nha mẹ. Nếu như ba mẹ thấy nhớ con thì ba mẹ hãy tới đó. Con sẽ luôn luôn ở đó chờ ba mẹ tới thăm mà. Thôi chúng tôi xin phép. À, dạ xin chào anh. Chào anh. Chúng ta đi thôi. Đi con. Tối nay cô nấu cái gì? Dạ con nấu món cà tím hầm với cà ri nấu với khoai tây thưa mẹ. Cô mang dưa lên sân thượng phơi hả? Đã khô chưa? Cô có nghe tôi nói cái gì hay không? Hôm nay cô sao vậy? Mẹ, trời đã tối rồi mà ba với lại cha Đít vẫn chưa thấy về nữa đó mẹ. Sẽ về liền ngay thôi, con đừng nóng vội quá. Có thể là thương con, luyến tiếc con nên ba mẹ con bé còn níu kéo thôi. Không biết phải chờ tới bao giờ mới được ăn tối đây. Sumitra, mau đi chuẩn bị đồ ăn đi. Mọi thứ đã được sẵn sàng, chỉ cần rang chapati lên thôi. Vậy thì mau đi rang đi. Dạ thưa mẹ. Ủa, mọi thứ gần xong hết rồi, chỉ còn rang chapati thôi, để đó em làm cho. Làm sao được, phải để tôi phụ cô một tay chứ. Chị cứ để đó đi, em làm được mà chị. Để tôi phụ cô cho, hai người sẽ nhanh hơn. Mà cô đã biết gì chưa, anh đi sắp về rồi, cho nên tôi phải tranh thủ vào bếp. Để con bé mà về đây, nó lại không để cho tôi phải làm gì. Lúc đó buồn biết mấy, nhưng sao bây giờ ba người họ vẫn chưa về tới ta. Chị cứ để đó đi, em làm tất cả cho. Không sao đâu mà chị. Được rồi, nếu đã vậy, cô hãy làm nhanh tay lên. Khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ dọn bữa tối lên bàn rồi đó, biết chưa? Dạ được. Bác ơi, bác có cần con giúp gì cho bác hay không? Không cần đâu mà, mẹ con cũng vừa ở đây muốn phụ nhưng bác không cho. Suna đúng là một cô gái rất xinh đẹp, lại còn rất tốt nữa. Bác nói thiệt hả? Ừ. Vậy để con phụ cho bác nha. Như vậy thì bác mới có nhiều thời gian rảnh hơn. Hay là bác không muốn mình rảnh hả? Bác muốn mình luôn luôn có việc.
con rất nhớ bác gái trước. Bác ấy thương con như con mình vậy đó. Thậm chí bác ấy còn nuông chiều con hơn mẹ của con. Bác ấy đã chịu rất nhiều cực khổ, nhưng mà bác ấy lại không bao giờ than vãn như là nửa lời. Bác ấy lúc nào cũng chỉ biết cười mà thôi. Bác ấy nấu ăn rất ngon, toàn nấu những món mà con thích. Nhưng mà bây giờ con muốn ăn thì cũng không còn có cơ hội nữa rồi. Suna, chuyện gì đã xảy ra với bác của con? Tại sao chị ấy lại mất? Dạ, con không thể nói cho bác biết. Con ra ngoài đi. Cậu xin con, ngoài con ra bác không thể hỏi bất kỳ ai khác. Mọi người ơi, con đã về rồi, ra đón con đi. Em vô đã về rồi. Mẹ. Em vô. Dạ con chào mẹ. Mẹ chào con. Trời ơi, cháu của bà. Cháu chỉ biết mẹ chồng thôi sao, chưa chào bà gì hết đi nè. Dạ. Thần linh ban phước lành cho cháu. Em khỏe không? Em rất khỏe, còn chị thì sao? Chị cũng rất khỏe, chỉ là thấy nhớ em quá mà thôi. Mà sao bây giờ mới về tới? Trên đường có xảy ra chuyện gì không hả? Đáng lẽ anh với hai đứa nó sẽ về đây sớm hơn, nhưng mẹ con bé thực sự không muốn xa con bé, cho nên anh để nó ở với mẹ nó một chút. Cháu trai của bà, hình như cháu vẫn chưa tới đây chào hỏi bà thì phải. Đại chào bà đi con. Cháu thấy sao rồi? Vợ cháu về cháu có thấy hạnh phúc không? Cháu không được để mặt buồn như bữa giờ nữa nha. Hôm nay cháu cảm thấy rất là mệt, bữa khác mình nói chuyện nha. Thằng này. Con cũng xin phép đi thay đồ đi. Con gái, vào dọn dẹp phòng cho anh đi đi. Dạ mẹ. Nè cháu của bà, lại đây bà coi. Sao nhìn cháu ốm quá vậy? Da thì lại đen như cục than vậy nè. Đúng là đồ ăn và lối sống có ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Cháu không sao hết. Bà muốn dùng gì? Bà có muốn cháu pha cho bà một tách trà gừng hay không hả bà? Cháu nói cái gì hả? Cháu muốn pha trà gừng cho bà uống hay sao hả? Vậy phải tốt không? Cháu dâu của bà ngoan quá. Thôi bà không uống. Nhanh đi thay quần áo ra đi cháu. Nhớ rửa mặt thật sạch, vậy cho nó sảng khoái. Sau đó hãy mặc một bộ đồ đẹp nhất để xuống đây ăn cơm. Trước khi đi ngủ cháu hãy pha cho bà một ly trà gừng nha. Dạ được thưa bà. Khoan đã, cháu không muốn gặp bác gái hay sao? Bác gái ở trong bếp đó. Đúng rồi ha, xem nữa là cháu quên mất.
để cháu vô bếp chờ ba gái một tiếng mới được. Cháy hết rồi, bác lấy ra nhanh đi bác. Chết rồi. Tại bác không để ý cho nên. Thôi, không cần đâu. Bác gái ơi, bác có thấy nhớ con không vậy bác? Con cũng thấy nhớ bác nhiều lắm luôn đó. Bác biết không, con đã kể rất nhiều chuyện của bác cho ba mẹ của con nghe. Con còn kể cho Polly nghe nữa. Con nói với cậu ấy, bác mới của con là người rất xinh đẹp, cậu ấy ganh tị với con quá trời luôn. Con còn nói bác là người tốt nữa, đêm nào bác cũng kể chuyện cho con nghe. Anh đi. Có phải bác hỏi con là con sẽ trả lời cho bác biết không? Dạ đúng vậy. Con sẽ luôn luôn nói sự thật cho bác nghe thôi. Tại cô giáo của con đã từng nói là nếu con mà nói dối thì mũi sẽ dài ra đó. Bác hỏi đi. Anh nên đi. Vậy thì người bác gái trước đây đã xảy ra chuyện gì hả? Hãy nói cho bác biết đi. Tại sao bác ấy lại mất? Tôi đã nói rồi mà anh vẫn không chịu nghe. Vợ của anh không thể nào mang thai được nữa đâu. Gia đình của họ quá độc ác mà. Nếu không thì cô ấy đâu có phải chết chứ. Con còn nhớ là bác ấy bị bệnh rất là nặng trước khi qua đời. Cô ấy bị bệnh gì? Sao lại bệnh hả? Là bệnh gì thì con cũng không rõ nữa. Lúc đó cả nhà ai cũng vô bệnh viện hết. Lúc đó con với ba mẹ con cũng vô bệnh viện luôn. Ba mẹ con có nói cái gì nè ta? Đúng rồi, ba mẹ con có nói là bệnh tình của bác gái. Họ nói là... Họ đã nói gì? Đã nói gì hả anh đi? Con thiệt tình là không nhớ nữa họ đã nói những gì. Con đói quá, phải ăn no trước cái đã. Sau khi mà con ăn no thì con mới nhớ ra được. Khi nào con nhớ ra được rồi, con sẽ nói liền cho bác gái biết nha. Bác gái cứ yên tâm đi, con sẽ nói liền mà. Còn bây giờ con đói bụng quá, bác cho con ăn một chút đi nha. Con đói bụng muốn xỉu luôn rồi nè. Được rồi, nhưng cái hồi nãy con cũng thấy nó đã bị cháy hết rồi. Để bác làm một cái khác cho con nha. Đầu mặt chuột, lúc nào cũng chỉ biết cười thôi à. Hết ăn rồi lại cười, không làm được gì khác hả? Bác ơi, lấy cho con đồ ăn đi bác, con đói bụng quá à. Nè, là tôi vô nhà bếp trước mà, tôi phải là người lấy đồ ăn trước chứ. Thôi quên đi, tôi là chồng của cậu cho nên tôi được ăn trước. À, vậy cũng được. Nè cậu ăn đi, ngon lắm đó. Ăn xong đừng có ho ha. Cái đầu mặt chuột này. Con đã. Để con bé đi đi, bác sẽ làm cho con một cái bánh khác. Cũng được, vậy khi nào làm xong bác nhớ kêu một tiếng nha. Mặt chuột. Oh.
chỉ biết là bác gái bị bệnh rất là nặng. Mọi người ai cũng vô bệnh viện hết. Ba với mẹ con có nói một điều gì đó mà con quên mất rồi. कुछ कहना चाहती है? अरे बोल ना, क्या कहना है? उस दिन टाल दिया आपने, बताया नहीं आपकी पहली बिंदी की मौत कैसे हुई।